Hoàng Ngân rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình hôm nay. Thưa quý vị, bàn về chủ đề làm đẹp hôm nay, chúng ta sẽ nhắc đến một đối tượng mà trước đây nếu mà nói là nam giới tìm đến với phẫu thuật thẩm mỹ thì sẽ có nhiều ý kiến lo ngại rằng nó không được nam tính. Nhưng thực sự thì đến bây giờ Huỳnh Ngân thấy tiêu chuẩn về phẫu thuật thẩm mỹ ở nam giới đang ngày càng được chấp nhận một cách rộng rãi hơn. Cụ thể là rất nhiều những gương mặt nam thần được cả rất là nhiều đám đông yêu mến ngưỡng mộ thì đều có bằng chứng cho thấy là đã can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ, có thể là ở sống mũi, ở đôi mắt hoặc là bờ môi. Và ngày hôm nay cũng sẽ là một ví dụ điển hình về một trường hợp đó là người mẫu, diễn viên rất được yêu mến và anh ấy cũng rất là tự tin nhờ phẫu thuật thẩm mỹ. Xin được giới thiệu khách mời của chương trình ngày hôm nay, diễn viên người mẫu Vi Kha. Xin chào quý vị khán giả đang xem chương trình. Và dĩ nhiên không thể thiếu được một chuyên gia trong làng phẫu thuật thẩm mỹ và đây cũng là một khách mời rất quen thuộc. Xin được trân trọng giới thiệu bác sĩ Phan Hiệp Lợi, giám đốc của Bệnh viện Thẩm mỹ Hiệp Lợi. Trước hết thì Huỳnh Ngân xin được hỏi Phi Kha một chút là hai chị em quen nhau cũng khá là lâu rồi. Và thật sự thời gian gần đây gặp lại Phi Kha thì Huỳnh Ngân cứ ngờ ngợ. Cũng là Phi Kha nhưng làm như là trẻ hơn rất là nhiều, đẹp trai hơn, nam tính hơn. Bí quyết là do đâu? Chị em mình biết nhau cách đây là 4 năm ha. Thì 4 năm đó thì em sửa mũi. Nhưng mà bây giờ em cũng nhìn gương, em cũng cảm nhận là mình trẻ hơn trước rất là nhiều. Là do em chích gọn hàm á, làm cho gương mặt mình nó gọn lại, nó thanh tú hơn, thì cảm giác mình trẻ ra. Và Huỳnh Ngân nghĩ là nói đến cái việc gọn hàm nè, nói đến cái sống mũi nè, nó đều là một trong những cái yếu tố gọi là đập vào mắt người nhìn. Nó quyết định một cái sự cứng cáp, chững chạc. Nhưng mà không biết là đối với tiêu chuẩn thẩm mỹ hiện đại như bây giờ thì là một cái sống mũi cho nam giới và nữ giới thì nó khác nhau như thế nào thưa bác sĩ? Hiện nay thì ở Bệnh viện Hiệp Lợi thì đã tính đến ngày nay thì thực hiện rất nhiều cái ca phẫu thuật thẩm mỹ cho nam giới, là cái khuynh hướng ngày càng nhiều so với thời gian trước. Theo tôi nghĩ rằng đó là cái trào lưu mà nam giới cũng cần phải phẫu thuật thẩm mỹ để có một cái ngoại hình cũng như là khuôn mặt dễ nhìn. Đằng nam tính gọi là men á, thì ngày càng cần thiết. Điển hình như là Hoàng Phi Kha thì đang là một người rất là nổi tiếng rồi, tham dự rất nhiều cái event rồi mấy cái show rồi anh cũng theo dõi thường xuyên em, thì cái mũi nam tính nó khác với cái mũi nữ cũng nhiều chỗ lắm. Thường thường á là khuôn mặt người nam mình á nó hơi bự và dài hơn là người nữ. Riêng cái người mặt nam ở châu Á thì hai cái xương hàm á, góc hàm á nó rộng, nó làm khuôn mặt vuông. Thì bây giờ khác ở chỗ nào ha, thì cái mũi nữ thì thon gọn không và mang tính chất là nó yểu điệu hơn, nhưng mà nam tính phải men, tức là mũi thẳng ha, cao và sống mũi hơi to xí ha, thì mang tính nam tính hơn. Ngay cái con mắt bây giờ á, mắt mà một mí mà nhỏ như một cái lằn thì cũng không có đạt được trong cái vấn đề giao tế nữa. Thì ở Bệnh viện Hiệp Lợi có rất nhiều phương pháp, nhưng mà cái khuôn mắt sao phải từ trong ra ngoài, từ nhỏ tới lớn cái mí, thì như vậy thì giống như mắt cười nó có hồn hơn. Rồi ở những người mà cái khung xương mà nó sâu, mắt sâu cắt khác rồi cạn cắt khác. Và rõ ràng như là quý vị vừa nghe bác sĩ Phan Hiệp Lợi chia sẻ thì ngày nay chúng ta thấy, một là với cái tiêu chí về thẩm mỹ của mỗi bệnh viện nè, của mỗi một bác sĩ nó có sự khác nhau. Chưa kể đến đó là cái kỹ thuật để mà phẫu thuật thẩm mỹ ngày nay thì nó đã quá phát triển rồi, nó như một cây đũa thần vậy đó. Cho nên cái chuyện để vẫn đảm bảo đẹp mà vẫn nam tính thì đó là điều mà hiện nay chúng ta hoàn toàn có thể đảm bảo được, đúng không ạ? Giống như em trước đây mà nhiều người họ rất là ngại vì nói về thẩm mỹ, nhưng khi mà thân em trước giờ không ngại chuyện này, bởi vì làm đẹp là làm cho mình, đúng không? Rõ ràng. Và khi mình đẹp lên, công việc mình dần tốt hơn, giống chính bản thân em. Nếu mà tiếp xúc với một người đẹp, em còn thích hơn là một người không đẹp. Nói cái này thật sự em rất là xin lỗi, nhưng mà sự rất là em rất là thẳng tính. Có cảm tình hơn. Người đẹp phải có cảm tình hơn, còn làm việc được hay không thì cái đó tính sau cái đã. Nhưng mà muốn đối diện mình phải là một người đẹp. Nên em khuyên mọi người luôn, em có khái niệm của em trong cuộc sống là về sức khỏe và về làm đẹp. Hai cái đó là không bao giờ hỏi ý kiến ai, bởi vì đẹp cho mình, sức khỏe là cho mình. Chứ có những người khi mà làm đẹp xong thì là gì, hỏi ý kiến vợ, hỏi ý kiến chồng, hỏi ý kiến cha mẹ. Ủa vậy cuối cùng ai là người khỏe, ai là người đẹp? Mình mà. Thì mình phải làm từ bây giờ giống như em. Và thì bạn có thể chia sẻ một chút xíu về những cảm nhận của bạn khi được làm đẹp tại Bệnh viện Thẩm mỹ Hiệp Lợi.
Thực sự ra ở đây á thì mới đầu khi mà đến làm mũi á thì em rất là sợ, sợ thứ nhất là không phải là sợ sợ cái gì hết, mình sợ đau. Nhưng mà ở đây là gây mê và các bác sĩ ở đây là rất là tận tình chia sẻ cho mình trước để cho mình lấy tâm lý thoải mái hơn thì mình làm. Khi mà làm xong á, khi mình tỉnh dậy, ủa làm xong thì không biết luôn á, làm xong lúc nào không biết luôn á. Và ngoài ra thì ở đây còn khi mà làm xong thì em được ở lại nghỉ dưỡng ở đây và được mọi người chăm sóc trong vòng một tuần, sau rồi mình mới về nhà. Thì khi mà em về nhà thì bác nói là chắc trong vòng một tháng thì nó sẽ lành, nhưng mà thực sự em không biết là do cơ địa hay là do các tay nghề bác sĩ đã cao, anh sẽ không biết. Và trong vòng 2 tuần thì em đã làm việc, mọi thứ hoạt động rất là bình thường. Dạ, và bác sĩ có thể chia sẻ một chút những lời khuyên dành cho những ai đang muốn làm đẹp, đặc biệt là nam giới hay không ạ? Trong cái khâu phẫu thuật thẩm mỹ đó thì cái phần tư vấn đó ha, nó là vô cùng quan trọng. Ngoài cái tiêu chuẩn mà về tay nghề bác sĩ rồi đó, để quyết định nó khoảng 70%, 60%, thì cái tư vấn đẹp hay không là cũng phụ thuộc vào lúc tư vấn. Và bác sĩ này phải biết rằng, phải nhận định rằng cái mũi này nên dài bao nhiêu, cao bao nhiêu, so với từng khuôn mặt, hoặc là mắt này như thế nào và khuôn mặt như thế nào. Ví dụ mà Huy Khai hồi xưa cũng có hai cái ngạnh đây, nhưng mà tôi đã tư vấn để chích cho nó gọn lại thì nó rất là thon gọn, rất là đẹp, và xài như vậy như thế nào. Thậm chí những cái môi bây giờ nó người ta tiêm filler, tiêm tùm lum hết trơn rồi, rồi cuối cùng có những cái biến chứng ha, vì giá cả rồi chất lượng thuốc rồi tay nghề rồi ha. Bây giờ ngay cả bệnh viện hiệp lợi cũng làm được những cái phẫu thuật mà hồi xưa là chúng ta chưa có thực hiện được. Ví dụ những cái môi mà mỏng mà bây giờ mình làm dày lên mà dùng phẫu thuật mà không thấy sẹo, không cần phải tiêm filler mà xài vĩnh viễn và mang dáng dấp một cái môi rất là đẹp, nó rất là cởi mở, thí dụ vậy ha. Thì có rất nhiều kỹ thuật mà bây giờ cái trình độ phát triển của cái phẫu thuật thẩm mỹ kỹ thuật rất là cao. Do đó khi mà có quyết định làm cái điều gì, tiền là một vấn đề, nhưng mà tìm đến những cái địa chỉ mà chúng ta nghĩ rằng nơi này có đầy đủ những cái tiêu chí mà chúng ta cần đặt ra trong phẫu thuật thẩm mỹ. Thứ hai là phải bác sĩ phải tư vấn một cách rõ ràng sau khi làm thì nó sẽ được bao nhiêu phần trăm và đẹp như thế nào, thì phải nói rõ những cái vấn đề đó cho người khách hàng hiểu ha. Chứ đừng có nói là tất cả tôi làm đẹp 100%, cuối cùng nó không ra gì hết trơn và không biết nói ai và không biết làm gì hết, thì cái đó là chúng ta cần chú ý. Dạ, và bên cạnh đó tư vấn có tâm mà lại còn có bảo hành nữa, đúng không bác? Tức là ở đây thì phải nói là bác Lợi là một người mà luôn luôn mong muốn mang đến cái đẹp cho khách hàng, chứ không phải là chỉ cần cho tiền vào túi mình mà cần bảo hành cho cái vẻ đẹp đó nữa. Cho nên quý vị khán giả, ai mà đang mong muốn làm đẹp, ngay cả nam giới nữa, đừng ngần ngại, có thể đến trực tiếp với Bệnh viện Thẩm mỹ Hiệp Lợi theo địa chỉ 128-130 đường Dương Bá Trạc, phường 2, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh để có thể được chính bác sĩ Hiệp Lợi tư vấn một cách rất là cặn kẽ. Hoặc là quý vị khán giả cũng có thể liên hệ với Bệnh viện Thẩm mỹ Hiệp Lợi qua số hotline 0972362316. Và đến đây thì một lần nữa cảm ơn người mẫu diễn viên Hoàng Phi Kha. Trân trọng cảm ơn bác sĩ Phan Hiệp Lợi đã đồng hành với chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chuyên đề tiếp sau.